Xin chào, toàn là bạn nhé. Ở shop điện tử công nghệ cao hotline 0865 618 226. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người về cái mẫu sản phẩm camera siêu nhỏ không dây ngụy trang mắt cúc áo có tên là S400. Thì đây là sản phẩm này. Sau đây mình sẽ mở sản phẩm ra giới thiệu cho mọi người về mẫu sản phẩm này, cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết. Đây là một bộ sản phẩm đầy đủ các bạn mua hàng chiếc camera S400. Thứ nhất là sẽ gồm có một chiếc camera S400 nhé. Này. Mắt camera hình cúc áo này. Đây mình sẽ bóc cái băng dính cho cam ra. Mắt cam hình cúc áo siêu nhỏ nhé, một đoạn dây dù khoảng 20 cm với thân camera. Thì dây dù rất là bền nhé, và chức năng của chiếc camera cúc áo ấy là 400 này là có thể xem được trực tiếp ở trên điện thoại với chất lượng ảnh là full 4K. Đó, đi kèm theo sản phẩm thì sẽ gồm có một túi cúc áo giúp bạn thể là ngụy trang và mắt camera cho kín đáo hơn. Thì ở trong này có rất là nhiều mắt đây, cúc áo, cúc quần, đinh vít, thì các bạn chỉ cần chụp bằng cái này vào mắt camera là được thôi. Và một dây cắm sạc này, thì khi mà camera hết pin bạn sẽ cắm sạc pin như sạc pin điện thoại thôi. Các bạn sẽ cắm sạc pin khoảng tầm 2 tiếng là đầy pin, và đầy pin thì bạn có thể sử dụng liên tục được khoảng tầm 20 tiếng mới pin nhé. Và khi mà các bạn mua hàng thì sẽ có kèm theo cả một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Việt do đơn vị nhà mình là tự sản xuất ra. Ở trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng này nó sẽ có chi tiết rồi. Bước đầu tiên là bạn sẽ tải ứng dụng Dapcam về điện thoại này. Sau đó bạn sẽ khởi động camera lên, kết nối wifi của camera phát ra. Tiếp theo thì bên này sẽ là các bạn sẽ khi kết nối cho wifi xong thì bạn sẽ vào trong ứng dụng là Dapcam này, các bạn chọn vào mục là cancel để xem. Bây giờ bên này sẽ là hướng dẫn mọi người cách kết nối xem trực tiếp từ xa như nào, cũng là hướng dẫn cho mọi người cách xem lại những đoạn video mà các bạn đã lưu vào trong thẻ nhớ như nào rất là chi tiết. Thì về các bạn chỉ cần làm theo từng bước trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng này là có thể sử dụng ok. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera siêu nhỏ không dây S400 này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây. Và các bạn đăng ký kênh Tobin Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Đặc biệt hơn là khi mà các bạn đăng ký kênh Tobin Đăng Phát thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 3GB, đơn vị nhà mình sẽ cài sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần tải ứng dụng về điện thoại, rồi các bạn kết nối với camera rồi sử dụng thôi. Sử dụng một chiếc camera siêu nhỏ S400 này thì cũng giống như những dòng B99 và B100 thôi, đều sử dụng cái ứng dụng là lắp cam để xem. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số nút chức năng ở trên chiếc camera S400 này, và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết. Các phụ kiện đi. Đây là phần mắt camera nhé, mắt camera siêu nhỏ cúc áo này, một đoạn dây dù khoảng 20 cm với thân camera. Đó. Thì trên mặt thân cam đây thì sẽ có những cái nút này. Đó. Nút ngoài cùng đây sẽ là nút reset nhé. Thì khi mà cam các bạn dùng lâu mà bị đơ hoặc là chất lượng ảnh nó kém thì các bạn sẽ dí lên mà nút reset này khoảng 10 giây để reset cam. On off đây sẽ là giúp các bạn có thể là bật mở thiết bị. Thì các bạn bật sang on sẽ bật thiết bị, còn sang off sẽ là tắt. Đây sẽ là chân cắm sạc này, và đây sẽ là khay cắm thẻ nhớ. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn, mình đã gắn sẵn cho bạn một chiếc thẻ nhớ là 32GB bên trong nhé. Thẻ nhớ 32GB đây, mình sẽ gắn sẵn bên trong. Đó, sau mình sẽ bật nguồn sang on nhé. Đây. Thì thiết bị sẽ sáng cái đèn màu đỏ bên trong như này là camera đang hoạt động. Có thể nhớ đi. Đó, tiếp theo thì để sử dụng được chiếc camera siêu nhỏ S400 này thì các bạn sẽ cần tải cho mình một ứng dụng về điện thoại là ứng dụng Dapcam. Thì bạn nào đang sử dụng điện thoại là iPhone thì các bạn sẽ vào cửa App Store để tải. Còn bạn nào đang sử dụng điện thoại là Samsung, Oppo thì các bạn sẽ vào cửa là Safari để tải. Thì ở đây mình đã tải sẵn ứng dụng là Dapcam về điện thoại rồi. Sau đó các bạn sẽ chọn vào mục là cài đặt của điện thoại này. Đó, sau đó các bạn sẽ chọn vào mục là Wi-Fi. Đó, thì cái camera siêu nhỏ S400 này nó sẽ phát cho các bạn một cái mã wifi là có chữ G, là có chữ F đằng trước, và một dãy số là không có mật khẩu thì bạn sẽ kết nối vào. Bạn đợi một chút này, khi kết nối xong sẽ hiện dấu tích cho mình như này, thì các bạn sẽ thoát ra ngoài và sau đó bạn sẽ vào trong cái ứng dụng là Dapcam các bạn vừa tải về. Các bạn sẽ chọn vào mục là cancel nhé. Thì khi mà các bạn chọn cancel xong thì trước mình sẽ hiện chữ là debug online màu xanh như này. Thì để xem được thì các bạn sẽ kích vào chữ online này, rồi sau đó bạn sẽ chọn vào mục là cancel để xem. Nào, mình sẽ quay cam lần trước cho các bạn xem. Chất lượng ảnh của chiếc camera S400 này thì rất là ok nhé. Đó, rất là nét luôn. Đó. Bạn nào muốn bật tiếng để nghe thu âm xung quanh nhé thì bạn sẽ chọn mình cái loa này. Alo lô. Alo lô. Đó, tiếng bọ âm lại như vậy là khi mà cam và điện thoại của mình đang ở gần nhau nên là nó sẽ bị xung đột âm thanh và sẽ phát ra cái tiếng là bọ âm như vậy.
Còn khi mà các bạn đã ở xa, kết nối xem trực tiếp từ xa rồi thì cái tiếng bấm như vậy nó sẽ mất đi. Đó, bạn nào muốn chụp ảnh màn hình thì các bạn hãy chọn vào hình máy chụp ảnh, đây sẽ là chụp ảnh màn hình này. Đó. Nhưng như bạn nào muốn lưu lại video thì các bạn sẽ chọn ở bên cạnh của máy chụp ảnh, đây sẽ là chế độ lưu lại video 3 giây, 4 giây, 5 giây. Đó, các bạn muốn lưu lại video thì các bạn chỉ cần kích một lần đó thôi là sẽ tự động lưu lại video vào trong cái ứng dụng là Logcam. Tiếp theo thì anh tam giác này sẽ là giúp bạn có thể là đảo chiều hình ảnh này, sang trái sang phải này, cũng như đảo chiều lên trên xuống dưới. Đó. Đó. Khi mà các bạn quay hình ảnh nó bị đúng chiều như này, nó đúng chiều như này rồi thì các bạn sẽ không cần dùng tới cái chức năng là đảo chiều này nữa. Còn nếu mà nó bị ngược chiều thì các bạn sẽ dùng đến hai cái chức năng là đảo chiều này nhé. Tiếp theo thì chế độ hình quả hình mặt trời, đây sẽ là giúp bạn có thể là chỉnh ánh sáng của hình ảnh này. Các bạn có thể cho chế độ ánh sáng nó cao lên, cũng như bạn có thể là giảm chế độ ánh sáng đi, cho chế độ ánh sáng nó thấp đi. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở giữa để cân bằng. Đó, tiếp theo thì chế độ hình quả cầu. Chế độ hình quả cầu đây sẽ là giúp bạn có thể là chỉnh màu của hình ảnh. Các bạn có thể cho màu của hình ảnh nó đậm lên này, cũng như bạn có thể là giảm màu hình ảnh đi, cho màu hình ảnh nó nhạt đi. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở giữa để cân bằng. Đó, tiếp theo thì chế độ hình mặt trăng này sẽ là chế độ có ban đêm. Nhưng mà cái mẫu cúc áo này nó không có ngoại nên là không phải là ban đêm nhé. Cái ban đêm thì các bạn sẽ mua những cái loại mà có ánh đèn hồng ngoại bên cạnh, ví dụ như là dòng V100 Plus này, V99 V4 này, vân vân. Những cái loại mà có led hồng ngoại mà có ban đêm nhé. Đó, tiếp theo thì chế độ 1080 này sẽ là giúp bạn thể là chọn cái độ phân dài của hình ảnh ở đây. Thì độ phân dài của hình ảnh tối đa sẽ là 4K. Đó, khi bạn chọn độ phân giải 4K thì ảnh rất ok. Này, cam di chuyển tới đâu thì hình ảnh trực tới đó này. Đây, rất là nét nha. Đó, thì bây giờ mình đã kết nối với wifi của camera để test cho mọi người cái chất lượng ảnh thực tế của chiếc camera siêu nhỏ không dây S400. Thì tiếp theo là mình sẽ làm cài đặt chung ở trong ứng dụng là Logcam và sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái cài đặt cơ bản ở trong ứng dụng này. Các bạn để chọn vào mục cài đặt này, sau đó bạn để chọn vào mục là device setting. Thì mục Modify Device Password này sẽ là giúp bạn có thể là đổi mật khẩu của cam. Thì mật khẩu mặc định của cam thì bạn sẽ nhập vào mục Old Password, đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Tiếp theo là mục New Password này thì bạn sẽ nhập cái mật khẩu mới vào. Sau đó Confirm là các bạn sẽ nhập lại mật khẩu mới đó. Rồi kích OK là sẽ đổi được mật khẩu của cam. Tiếp theo sẽ là mục SDK Setting này, sẽ là mục giúp bạn có thể là kích hoạt cái chế độ là tự động lưu video vào trong thẻ nhớ. Ở đây nó có mục là Auto Record này, sẽ là mục hình 24x24. Là chỉ cần chiếc cam S400 này các bạn bật nguồn lên thôi là cam sẽ tự động lưu video vào trong thẻ nhớ cho các bạn. Anamnesis Code sẽ là một hình khi có chuyển động, là bao giờ có người di chuyển có mắt cam thì cam sẽ tự động lưu video vào trong thẻ nhớ cho các bạn. Đó, mục video duration là các bạn chọn cái độ dài của từng file video mà các bạn muốn lưu vào đây. Thì ví dụ như khi mà mình chọn là 5 phút này thì các bạn giờ đủ 5 phút thì cam sẽ lưu một đoạn video vào trong thẻ nhớ cho các bạn. Mà các bạn chọn là 3 phút, 10 phút, 30 phút thì cũng tương tự như vậy nhé. Mà khi mà bao giờ đầy thẻ nhớ thì nó sẽ tự động xóa đi và lưu như đoạn video mới vào. Đó, total đây sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ ở cam. Đó, thì bây giờ mình gắn thẻ nhớ là 32GB vào. Thì ở đây nó sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ là 29810MB. Free space sẽ là dung lượng còn thừa bộ nhớ ở cam khi mà các bạn lưu video vào còn thừa bao nhiêu sẽ bên dưới này. Format đây sẽ là giúp bạn có thể là xóa tất cả những dữ liệu đi để thẻ nhớ thành một thẻ nhớ trống. Các bạn đồng ý xóa thì các bạn chọn OK, mà các bạn không đồng ý xóa thì các bạn chọn Cancel nhé. Tiếp theo sẽ là mục Wi-Fi setting này. Thì trong mục Wi-Fi setting này thì cái camera siêu nhỏ V400 này nó sẽ tìm ra những Wi-Fi xung quanh để kết nối xem từ xa. Thì bạn đang gắn chiếc cam V400 này ở đâu thì cam sẽ tìm ra Wi-Fi xung quanh ở đó. Sau đó bạn chỉ cần nhập mật khẩu Wi-Fi mà các bạn biết mật khẩu vào thôi. Rồi bạn kích OK. Là điện thoại của bạn đi đâu chỉ cần có wifi 3G 4G là có thể kết nối xem trực tiếp từ xa được hết. Thì bây giờ mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết của chiếc camera siêu nhỏ S400. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera siêu nhỏ này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0865 618 226. Cái mạng Zalo, Facebook số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bạn. Video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào lại mọi người ở những video clip sau.